Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, cách đây một tháng, Tổng thống Donald Trump đề nghị một dự luật giảm số người di dân hợp pháp, chỉ cho bảo lãnh vợ chồng con cái dưới 18 tuổi, hủy bỏ bảo lãnh cha mẹ anh chị em và rất nhiều điều luật khác. Tổng thống Donald Trump nhắm tới sẽ thông qua dự luật này vào cuối năm nay, là một trong những cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng nhiều qua dự luật bảo lãnh trên nếu được Quốc hội thông qua. Cộng đồng người Việt nghĩ gì về vấn đề này? Ông nghĩ như thế nào về cái dự luật đó? Dạ, kính thưa quý thính giả SBTN, cá nhân của chúng tôi thì nghĩ rằng cái dự luật REACH mà sắp tới đây đưa ra thì cá nhân của chúng tôi hoàn toàn không đồng ý. Dạ thưa ông, nếu ông nói ông hoàn toàn không đồng ý thì ông cho biết cái lý do gì ông không đồng ý? Bởi vì chúng tôi biết rằng đất nước Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một đất nước do rất là nhiều người đến đây từ những bàn tay trắng, nhưng mà họ đã đến đây để nỗ lực góp phần xây dựng một nền kinh tế cường thịnh và trở thành một cái đất nước mạnh nhất của thế giới ngày hôm nay. Do đó tất cả những người di dân cũng như là những người mà đến đây từ những sự bảo lãnh đều là những người góp tay để tạo nên những công ăn việc làm tốt đẹp hơn. Vì các vấn đề thương mại cũng như là những vấn đề mà tạo nên cái nền kinh tế thì người di dân đã đóng góp rất là nhiều, và qua nhiều cái bản thống kê thì chúng ta thấy rằng những người di dân đã góp phần tạo nên cái sự nghiệp của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Do đó nếu mà chặn đứng cái vấn đề bảo lãnh đối với những cái người di dân hoặc là đối với những cái người mà bà con thân nhân thì đó là một điều rất là bất lợi cho cả cái đất nước Hoa Kỳ về nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi ủng hộ. Tại sao? Là bởi vì nếu mà bảo lãnh hết cả anh em con cháu tùm lum hết thì chúng ta không thể nào, nước Mỹ không thể nào gánh một cái gánh nặng mà coi như là cứ tiếp tục. Mà quý vị biết rằng là chúng ta là những người đã hy sinh xương máu và nước mắt để qua đây trong những thời gian trước, rồi chúng ta bảo lãnh gia đình qua, nhưng mà rồi sau từ gia đình bảo lãnh qua ào ạt những người đó. Tôi nghĩ rằng là đã có rất nhiều người không biết quý sự tự do và họ đã có những cái hành động làm cho nghĩa là coi như là người ta phải đâm chán nản. Cái luật di trú mới, dự luật nếu nó được thông qua, xét về cái tổng thể về cả cái sự phát triển của nền kinh tế của đất nước Mỹ thì về dài hạn thấy rằng đây là một sự tích cực cho cộng đồng Việt Nam. Của cái dự luật này á là nó sẽ giúp nước Mỹ có vẻ phú cường hơn, vì những cái người di dân mới họ có cái khả năng tài chính ổn định và họ có cái tay nghề cao, và họ cái điểm chính là họ rất khát vọng được muốn đến công hiến cho một đất nước mới. Thật sự ra mà nói thì dự luật của ông Trump đúng ra về lâu về dài thì nó tốt cho con cái mình hơn. Tại vì thật sự là rất là nhiều người đi qua di cư qua đây lãng bám xã hội thì những cái tiền đó là của tự chính mình đóng thuế vào, con cái mình sau này đâu có được hưởng, hoặc là sau này mình retire mình đâu có được hưởng. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng tới với một tổng thống gây nhiều tranh cãi nhất của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ từ khi được lập quốc cho đến nay. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN.